Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu chia tổ thảo luận các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thông qua báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Những căn nhà theo đề án 645 do Bộ Công an xây tặng cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Thổ không chỉ giúp dân bản có ngôi nhà chắc chắn để ở, mà đây còn là chủ trương có nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo mảnh đất còn nhiều gian khó. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu chia tổ thảo luận các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thông qua báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, thảo luận tại hội trường và các nội dung quan trọng khác. Đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Chu Lê Trinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tại phiên thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí với các báo cáo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp những nội dung ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ tiêu không đạt, tồn tại yếu kém trong thực hiện tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023, tham gia vào nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Quyết về xóa mù chữ thì đây cũng là cái ý kiến khác nhau giữa Ban Văn hóa Xã hội với lại cơ quan trình. Đó là cái mức hỗ trợ cho người dạy ấy, thì chúng ta đang trình đây là 100.000 trên một tiết, đồng nghĩa với việc là một buổi 4 tiết thì sẽ là 400.000 một tối. Cái này cũng có những cái bất cập, và khi chúng ta ở đây đang trình là so sánh trên cơ sở tính cái lương tối thiểu vùng để làm cơ sở chúng ta tính ra cái này. Nhưng mà chúng ta phải tính mặt bằng chung, ví dụ lực lượng y tế người ta trực cả đêm thì được bằng nào. Thế rồi lực lượng cán bộ công nhân viên chức như chúng ta ngồi đây chúng ta đi làm, chúng ta thanh toán tiền ngoài giờ làm buổi tối hay thứ bảy chủ nhật thì chúng ta cũng chỉ được, ví dụ nhân mức cao nhất 200% thì một tiếng chúng ta cũng chỉ được khoảng 70.000 thôi. Thế nên là đồng chí cũng phải tính làm thế nào để chúng ta hài hòa giữa các lực lượng lao động. Tôi cũng nhất trí với ý kiến của Ban Văn hóa thẩm tra là chúng ta chỉ giữ ở mức 7 hoặc 80.000 thôi, một tiếng thôi, chứ còn lên 100.000 thì nó quá cao so với các lực lượng khác. Ngoài ra, đại biểu cũng cho ý kiến vào nghị quyết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức chi, nội dung chi đối với dự thảo một số nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Như tại tờ trình các đồng chí nói là thực hiện cái việc kiểm dịch biên giới, kiểm dịch qua cửa khẩu, thì đây cũng không phải là đơn vị khám chữa bệnh. Do vậy, tên nghị quyết và phạm vi điều chỉnh tôi xin đề nghị đó là quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh để cho phổ quát, để áp dụng cho cả CDC cũng như các bệnh viện và các đơn vị khác thì mới thực hiện được. Buổi chiều ngày 8 tháng 12, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu tập trung cho ý kiến làm rõ các nội dung của 21 dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban về tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Một số đại biểu cho rằng, để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay sau khi ban hành có thể triển khai, thực hiện và đưa vào cuộc sống, thì cơ quan chuyên môn cần sớm xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện. Xây dựng đề án để trình với hội đồng
để có nghị quyết ấy, thì cũng nên có xây dựng cái hướng dẫn luôn. Để đồng thời như vậy thì sau khi nghị quyết hội đồng thông qua thì cái hướng dẫn cũng có thể đã bằng cả cái thời gian này. Thì nó kịp chưa có cái nghị quyết hướng dẫn không vậy để thực hiện cái về sản xuất mà chăn nuôi, sau đó kéo dài rồi lại áp nó vào theo cái 07 mới này. Thậm chí là cái hướng dẫn chờ rất lâu, năm sau thì mới có hướng dẫn, thì sau đó lại hướng dẫn lại vướng rồi sửa 3-4 lần nữa mới thực hiện được. Thế và bây giờ thì nó lại là cái kết quả để cái nghị quyết đi vào cuộc sống, rồi là có được những mô hình của nông dân phát triển về xã hội rất chậm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm làm rõ một số nội dung thuộc các nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dự toán ngân sách của năm tôi đề nghị và phù hợp với lại năm 2023 này, đặc biệt là phù hợp với lại cái nghị quyết số 69 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thì tôi đề nghị bổ sung cái nội dung này vào nghị quyết. Thế và gì cũng có nội dung chất vấn về cái việc chúng ta đã giao vốn đầu tư công từ đầu năm, nhưng đến nay có các chủ đầu tư vẫn thì giải ngân ở cái tỷ lệ rất thấp, mà có những chủ đầu tư lại còn chưa giải ngân đó, thì đấy là phải xem xét cái trách nhiệm. Thì đấy, tôi đề nghị bổ sung cái nội dung này vào trong nghị quyết để chúng ta sau này xem xét cái trách nhiệm dễ. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ về tình trạng an ninh trật tự trên địa bàn hiện nay, nhất là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, dự toán thu chi ngân sách năm 2023. Tại phiên thảo luận, các đại biểu tại tổ 3 cơ bản đồng tình với các nội dung báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề như quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong ngành giáo dục, du lịch, mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, quy định nội dung chi, nội dung mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông, các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên. Các ban đã thẩm định có ý kiến bằng văn bản, thì trên cơ sở đó ủy ban sẽ tổng hợp lại và có trả lời bằng văn bản qua các ý kiến thẩm định. Thế còn liên quan đến chuyên viên và các đồng chí thì tôi sẽ có ý kiến phát triển anh em nó để làm sao trên tinh thần trách nhiệm chúng ta cùng thực hiện những cái nội dung mà tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thì chúng ta thực hiện tốt những cái nội dung của kỳ họp thôi. Các đồng chí với tinh thần trách nhiệm rất là cao, và đặc biệt là cái nghị quyết về cái ba chương trình cái mục tiêu đấy, thì đồng chí thảo luận rất là sâu và tôi thấy là rất là đúng, quan điểm của tôi rất là ủng hộ, nhưng cũng mong muốn là đại biểu chúng ta là tính toán cái yếu tố thời vụ để làm sao người dân được thưởng được, và có cách làm thế nào để làm sao chúng ta tránh họp bất thường và chúng ta tháng 7 mới trình thì như vậy cái hưởng lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị thân mến, tại phiên thảo luận của tổ số 3 kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 12, các đại biểu tham gia đã thảo luận và làm rõ một số vấn đề về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới và các tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ trình trong kỳ họp tới đây. Và thưa quý vị, qua ghi nhận cho thấy rằng các đại biểu đã tiến hành thảo luận một cách rất là sôi nổi và nghiêm túc, đã thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân được cử tri tin tưởng và giao phó. Các đại biểu tổ thảo luận số 4 đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực liên quan đến nghị quyết về bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2022, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Một số nghị quyết liên quan đến ban hành quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, bổ sung danh mục công trình dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
nghị quyết quyết định điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp liên quan đến tiến độ giải ngân, khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Giải pháp đối với cái giải ngân các nguồn vốn nói chung ấy, đối với cái trung hạn thì tôi nghĩ là cứ quy gắn trách nhiệm chủ đầu tư cho cam kết với quan hệ hết năm mà chủ đầu tư nào không giải ngân được thì phải để thừa là cũng phải xử lý trách nhiệm thế nào đó. Đối với chương trình mục tiêu thì theo tôi nghĩ là hiện nay như một đề cũng đã làm là cái phần lớn là nó giao cho các xã thị trấn, mà đấy là cái độ cán bộ của chúng ta quá nhiều rồi, yếu, cứ nhỏ lẻ, cứ nội dung thì rất là nhiều như thế, thì thủ tục hồ sơ là rất là phức tạp, thế mà cứ nếu để cho xã trông chờ xã nó làm thì còn lâu nó bị khó lắm, có khi làm ép thì có khi cũng làm sai theo cách ý định, làm dối hết. Cho nên là huyện vẫn phải thành lập tổ giúp việc cho các xã. Vừa rồi chúng tôi đều phải làm như thế. Chứ cũng rất là nào khó khăn của tôi thì các đồng chí như vậy. Thì để chủ động ngay từ đầu năm thì những năm tới phải có cái giải pháp ngay từ đầu năm. Thế như thường là cứ đi càng như càng thì cuối năm thì uống lên, cái dốt lên như thế thì sẽ không ổn. Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, hiện nay trên địa bàn của tỉnh còn diễn biến phức tạp, khó khăn về kinh phí trong công tác quản lý. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng đã tập trung đưa ra ý kiến liên quan đến các vấn đề điều chỉnh một số định mức hỗ trợ đối với các nghị quyết về công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông, giải pháp về giải quyết việc làm cho lao động là đối tượng thanh niên ở nông thôn, đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tại các địa phương. Tại buổi thảo luận tổ đã có 18 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tập trung vào các nội dung đó là đề nghị cần xem xét việc bố trí kinh phí xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến, ứng dụng công nghệ số để giao bài tập và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp. Vì hiện nay không phải các gia đình, nhất là các gia đình khu vực vùng cao cũng có thể trang bị được máy tính hay điện thoại thông minh. Đại biểu đề nghị nghiên cứu có thể lùi kỳ sau, làm rõ việc tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 10 do cấp tỉnh hay cấp huyện thực hiện. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đa số các đại biểu có ý kiến dự thảo nghị quyết chưa đáp ứng được yêu cầu về quy định mức cụ thể. Quy định mức hỗ trợ còn chung chung, khó tổ chức thực hiện và dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, còn có sơ hở trong quy định về cơ chế chính sách, chưa đáp ứng được mục tiêu, chưa đầy đủ các nội dung, nội hàm theo quy định của các thông tư cần cụ thể. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu xem xét lại nội dung hỗ trợ một lần chi phí mua con giống lứa đầu tiên tối đa 3 triệu đồng một con, vì giá lợn giống, dê giống hiện nay không đến 3 triệu đồng một con, cụ thể kinh phí cấp giống trâu, bò, ngựa. Thảo luận tại hội trường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các đại biểu cho rằng thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ mua vaccine phòng chống dịch bệnh cho động vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường các hoạt động đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai và công tác trồng rừng. Hiện nay công tác xuất khẩu nông sản, nhất là chuối, gặp nhiều khó khăn. Rừng sản xuất thì ở đây có cái trồng cây quế, thì báo cáo đồng chí là tiếp tục khẳng định cây quế là cây có giá trị kinh tế và mang lại thu nhập cho người dân. Năm 2022 tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân trồng quế và triển khai trồng được 2023 ha, gần 82,1% kế hoạch. Tuy nhiên qua tiếp xúc cử tri một số xã phản ánh
năm 2022 do triển khai công tác trồng quế muộn, không đúng thời vụ, sau khi trồng cây quế bị chết rất là nhiều. Thì Lai Châu chúng ta chỉ có thể nói là mỗi chỉ tiêu của năm nay 2022 đó là xuất khẩu hàng, đặc biệt là xuất khẩu hàng địa phương là không đạt thôi. Thế nguyên nhân chính ở đây là gì? Hàng xuất khẩu của Lai Châu chúng ta chủ yếu là ngô, là sắn, là chuối. Thế thì khi dịch bệnh Covid thì Trung Quốc đóng cửa khẩu. Và như vậy chuối chúng ta rất là khó xuất khẩu, phải đi vòng qua các cửa khẩu khác như cửa khẩu của Lào Cai, thậm chí cửa khẩu của Hà Giang. Thế thì từ năm 2023 trở đi thì có một cái điều rất là hạnh phúc cho những người trồng chuối ở Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng, đó là giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu chuối. Nghị định thư về xuất khẩu chuối này thì mở ra cái con đường xuất khẩu rất lớn cho nông sản đối với chuối này. Thế nhưng mà có vấn đề đặt ra ấy, đó là chuối của Lai Châu chúng ta hiện tại cả tỉnh chỉ có khoảng trên dưới 3.000 hecta thôi. Lai Phong Thổ là lớn nhất khoảng hơn 2.700 hecta, từ trước là hơn 3.000 hecta nhưng mà do dịch bệnh thì đã giảm diện tích thì rồi. Còn lại một số huyện khác thì đang phát triển, ví dụ như Sìn Hồ, Tân Nguyên, Tam Đường, một số huyện khác nữa thì tương lai là có thể là tăng diện tích lên được và tăng sản lượng lên. Nhưng vấn đề bàn ra ở đây là thực ra ta có thể tăng nhanh được cái sản lượng xuất khẩu và tăng nhanh được cái chỉ tiêu xuất khẩu cũng như là cái giá trị gia tăng cho nông dân và cho sản phẩm hội cho toàn Lai Châu được ngay. Nhưng có một cái vấn đề đặt ra ở đây, khi mà nghị định thư giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thì nó có một số điều kiện rất là chặt chẽ, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện ngay những cái việc làm để chúng ta có thể xuất khẩu sản phẩm chuối sang Trung Quốc. Còn nếu không, nếu như để tình trạng như ngày xưa, tức là ngày xưa chỉ cần xuất khẩu qua tiểu ngạch, một số thương lái thu mua rồi xuất sang, rất là đơn giản, rất là dễ. Nhưng bây giờ có những điều kiện rất là khắt khe. Với các nội dung thảo luận của các đại biểu tại tổ và tại hội trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành đã giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị đặt ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định hai nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng chí nhấn mạnh năm 2023 là năm quan trọng, phải hoàn thành nghị quyết của cấp trên, nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và nghị quyết số 33 bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tham mưu cho tỉnh ủy đối sách bảo vệ chủ quyền, tuyệt đối là không để bị động bất ngờ, nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình để chủ động ứng phó, quản lý chắc địa bàn, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mua bán người, nhập cảnh trái phép, phối hợp giải quyết vấn đề hoạt động tôn giáo trái pháp luật, linh hoạt trong công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng quan hệ tốt đẹp hai bên biên giới, chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ 8 năm 2022. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2022. Là hoạt động được PC Lai Châu tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng chương trình tuần lễ hồng do EVN phát động, là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, hưởng ứng các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2022 mà PC Lai Châu tổ chức. Trong những năm qua, ban lãnh đạo cùng với các tổ chức đoàn thể của PC Lai Châu luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động trong công ty nhận thức rõ được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Chương trình tuần lễ hồng EVN lần thứ 8 năm 2022 đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động công ty, cán bộ công đoàn viên chức trong tỉnh và các tình nguyện viên với 156 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
Cũng trong sáng ngày 8 tháng 12, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu phối hợp với Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học Liên thông ngành sư phạm tiếng Anh niên khóa 2020-2022. Theo đó, lớp liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành sư phạm tiếng Anh liên kết giữa Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu được tổ chức tuyển sinh và đào tạo từ tháng 11 năm 2020 theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình liên kết đào tạo, hai đơn vị trường đã luôn phối hợp có hiệu quả, đồng thời giúp đỡ tạo điều kiện cho học viên được học tập trong điều kiện tốt nhất. Tại lễ bế giảng đã có 69 học viên được Trường Ngoại ngữ cấp bằng tốt nghiệp, với 68 học viên đạt loại khá và 1 học viên đạt loại giỏi. Thưa quý vị và các bạn, bám sát định hướng của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Uyên đã xây dựng nhiều mô hình dự án khuyến nông khuyến lâm với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững. Từ các mô hình này, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong 8 hộ dân tiên phong tham gia trồng khoai sọ, theo mô hình khuyến nông của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Uyên triển khai sau hơn 9 tháng chăm sóc, gia đình anh Tráng A Chầu, bản Mít Nội, xã Hố Mít đã thu được gần 3 tấn khoai sọ trên diện tích gần 1.500 m2 đất lúa. Ngoài để làm giống cho vụ sau, gia đình anh thu về gần 10 triệu đồng. Thì năm nay, năm đầu tiên là chuyển sang trồng khoai sọ vì do nhà nước là hỗ trợ đầu tư 100% về giống, về phân ạ. Về mình là thì từ tháng 3 đến tháng 11 mình thu hoạch được 1/3 thì cũng năng suất cao. Mình làm rất là nhàn. Thực hiện các mô hình khuyến nông khuyến lâm dựa trên điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân. Năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Uyên lựa chọn bản Mít Nội của xã Hố Mít làm điểm triển khai 2 mô hình trồng khoai sọ với giống khoai của trạm tấu Yên Bái và nuôi ong lấy mật. Theo đó, đơn vị triển khai hỗ trợ 100% giống khoai sọ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 8 hộ dân trồng 2 hectare, 50 thùng ong và các vật tư đi kèm cho 3 hộ dân nuôi với tổng số vốn đầu tư trên 212 triệu đồng. Thời điểm trước, gia đình cũng khó khăn, thấy mật ong có giá nên tìm đến nuôi ong để có thu nhập, trang trải cuộc sống. Bây giờ được xã huyện quan tâm hỗ trợ 20 thùng, gia đình sẽ cố gắng chăm sóc để phát triển tốt. Để hai mô hình đạt hiệu quả cao, trung tâm phối hợp với xã Hú Mít tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc khoai sọ, chăm sóc đàn ong cho các hộ dân, thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, cách để ong nhân đàn nhanh cho ra nhiều mật. Nhờ đó, hai mô hình khuyến nông khuyến lâm bước đầu cho hiệu quả hơn mong đợi. Ngay từ đầu năm, thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hố Mít triển khai hai mô hình khuyến nông khuyến lâm, như là mô hình khoai sọ, thứ hai là mô hình ong lấy mật. Đến thời điểm hiện tại, mô hình khoai sọ đã có cái kết quả đáng kể, là sản lượng ước đạt là 90 tạ trên 1 ha và giá trị kinh tế so với cây lúa là gấp 2 đến 3 lần. Còn cái mô hình ong, đến thời điểm hiện tại đàn ong đang phát triển và dự kiến là đầu tháng 12 sẽ được các hộ dân sẽ có mật, đứa mật đầu tiên. Trong thời gian tới, ngoài các mô hình nông nghiệp khác với hiệu quả của hai mô hình trồng khoai sọ và nuôi ong lấy mật, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Uyên tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động nhân dân nhân rộng mô hình. Từ đó, không chỉ giúp người dân thay đổi cách nghĩ cách làm, đưa các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, lợi thế của địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh, gồm 17 xã thị trấn với trên 77.900 nhân khẩu và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 93% tổng dân số toàn huyện. Do địa hình chủ yếu là núi cao, xen kẽ với những thung lũng hẹp, đất đai cằn cỗi, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nên đời sống của người dân nơi đây gặp vô vàn những khó khăn. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là Bộ Công an, xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo mà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, thay thế cho những ngôi nhà tạm bợ cũ nát. Việc làm mang ý nghĩa nhân văn này đã thực sự làm đổi thay vùng đất còn nhiều gian khó, nhất là giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Ngày 18 tháng 11 năm 2022 đánh dấu sự kiện đặc biệt đối với người dân nghèo của huyện Phong Thổ khi đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khởi công xây dựng nhà ở cho 600 hộ nghèo.
đồng thời bàn giao hai nhà mẫu cho hộ nghèo tại bản Hồi Én, xã Mường Sò. Đây là hai ngôi nhà đầu tiên trong đề án xây dựng 600 căn nhà cho các hộ dân nghèo huyện Phong Thổ, được Bộ Công an và nhà tài trợ hỗ trợ đã hoàn thành, đảm bảo an toàn chất lượng theo đúng mẫu thiết kế của Bộ Công an. Trước đây thì bà ở trong căn nhà rột nát, mỗi khi mưa to thì nước tràn vào cả nhà. Hai mẹ con lần này được nhà nước hỗ trợ làm nhà thì phấn khởi lắm. Có nhà mới thì không lo mưa gió như trước nữa. Tết này được đón Tết trong nhà mới hạnh phúc hơn. 600 căn nhà được hỗ trợ xây dựng trên địa bàn của huyện Phong Thổ theo đề án 645 của tỉnh, có tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn do Bộ Công an huy động, sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương là 30 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động và các nguồn vốn khác là 6 tỷ đồng. Mức hỗ trợ mỗi căn nhà xây mới không quá 60 triệu đồng. Qua đó góp phần cải thiện chỗ ở, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất để sớm thoát nghèo, từ đó tích cực tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Chúng tôi đã bố trí và sử dụng lực lượng theo sự chỉ đạo của đồn biên phòng xuống từng hộ gia đình để thực hiện theo cái đề án và hỗ trợ nhân dân làm nhà, san nền, đổ nền bê tông, cùng dân cố gắng hoàn thành cái kế hoạch theo đề án đã triển khai. Bản Sĩ Trang là được hỗ trợ làm nhà mới là được 8 hộ dân, được sau này sẽ được xóa nhà tạm cho bà con. Là hôm nay là được là đầu nền nhà mới được xong mấy nhà rồi. Sau này bà con cũng thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế trong xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới. Nhà ở theo đề án 645 được xây dựng theo mẫu nhà 36B là nhà lắp ghép, khung thép, tường và mái bằng tôn, thừng xốp, nền vữa xi măng, đảm bảo diện tích mặt bằng ít nhất 50m2. Để hoàn thành 600 căn nhà mới đảm bảo chất lượng theo đúng tiến độ, hơn nửa tháng qua, các lực lượng công an, biên phòng, quân sự, nhà thầu và các cấp các ngành của huyện Phong Thổ đã không quản ngại nắng mưa, tích cực làm việc với mục tiêu sẽ hoàn thành bàn giao 600 căn nhà trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Một số hộ thì đã thực hiện huy động cả lực lượng của gia đình rồi dòng họ để triển khai hỗ trợ cùng với lại doanh nghiệp vận chuyển các cái vật liệu để làm nền nhà cũng như là dựng nhà. Thì cơ bản là cái sự đồng thuận của các hộ gia đình được làm nhà trong đợt này cũng như là các hộ chưa có điều kiện làm nhà trong đợt này thì cũng đều đang rất là đồng thuận và ủng hộ, và tinh thần của bà con đang rất là phấn khởi. Những căn nhà do Bộ Công an xây tặng cho hộ nghèo trên địa bàn của huyện không chỉ giúp dân bản có ngôi nhà chắc chắn để ở, mà đây còn là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo mảnh đất đang còn nhiều gian khó này. Thưa quý vị, hiện nay nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại. Để bảo vệ cho đàn vật nuôi trong mùa đông này, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã triển khai nhiều phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra. Xác định phát triển chăn nuôi là hướng đi có thể giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Những năm qua, cùng với việc khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, xã Sơn Bình còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động các phương án phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, qua đó giúp xã duy trì và phát triển ổn định tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Tí thì mùa đông nếu mà thời tiết nó xuống thấp thì đối với châu bò thì hay bị lở mồm long móng hoặc là bị trước tình hình mà một số cái loại bệnh mà hay gặp mùa đông ấy, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền cho bà con là vệ sinh chuồng trại và phun các loại thuốc tiêu độc khử trùng, làm sao cho chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo cho cái đàn vật nuôi là sinh trưởng tốt. Hai người nói chuyện bình thường. Xã Sơn Bình hiện có tổng đàn gia súc gia cầm là trên 7.500 con. Để duy trì tổng đàn gia súc gia cầm ổn định và phát triển, những năm qua công tác chỉ đạo tuyên truyền đến người dân về ý thức bảo vệ đàn vật nuôi khi mùa đông đến luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sơn Bình chú trọng quan tâm. Chính vì vậy,
mà ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo phòng chống đói rét cho đàn gia súc của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường và các ngành liên quan, xã đã tập trung chỉ đạo triển khai phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi đến các bản, vận động bà con sau khi thu hoạch vụ mùa chủ động tích trữ nguồn rơm rạ và tích cực trồng cỏ voi, tận thu thân cây ngô cho đàn gia súc trong mùa đông. Đối với đàn gia cầm, xã khuyến cáo các hộ dân thắp bóng điện ủ ấm cho vật nuôi, đồng thời rà soát chuồng trại các hộ chăn nuôi. Nếu hộ có chuồng trại chăn nuôi mà không đảm bảo che chắn giữ ấm cho đàn vật nuôi, xã vận động các hộ làm ngay, đảm bảo cho đàn gia cầm được ấm trong mùa đông. Ngoài ra làm tốt công tác tiêm phòng vaccine, tăng sức đề kháng cho đàn gia súc gia cầm, kết hợp phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại, hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra trên đàn vật nuôi. Đặc biệt năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã được xã quan tâm. Trong năm đã tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm 2.340 liều. Hiện nay tôi cũng đã triển khai tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm và châu bò, triển khai tiêm phòng dại chó trong dịp cuối năm để đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm khỏi bị thiệt hại. Đặc biệt hiện nay vừa bước vào mùa đông cho nên tôi cũng đã triển khai tuyên truyền nhắc nhở bà con chú ý phòng chống rét cho châu bò trong đợt mùa đông sắp tới. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn của tỉnh là 8.220 ha, giảm 342 ha so với năm 2021 do một số diện tích chuối tại huyện Phong Thổ hết chu kỳ kinh doanh. Người dân chuyển đổi sang trồng sắn, ngô, khoai sọ. Trong đó, diện tích cây ăn quả đang cho thu hoạch là trên 7.200 ha, năng suất ước đạt 7,9 tấn trên 1 ha, với sản lượng trong năm nay đạt 60.000 tấn quả, đạt 100% kế hoạch. Để cây ăn quả tiếp tục cho thu nhập ổn định và phát triển lâu dài, ngành nông nghiệp đang tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích bà con phát triển trồng cây ăn quả lâu năm như xoài, nhãn và cây ăn quả ôn đới như lê, đào, mận. Đối với một số diện tích cây ăn quả khác như là cam, chuối, chanh leo, ngành nông nghiệp cũng tích cực phối hợp với các huyện thực hiện quy hoạch lại cũng như quan tâm chỉ đạo người dân phòng trừ sâu bệnh hại. Năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm chở hàng quá tải của ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn, phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ, đón dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp tốt trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, lập biên bản gần 4.700 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 1.400 phương tiện, gần 3.100 giấy tờ các loại và phạt tiền 4.300 trường hợp với số tiền gần 5,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 471 trường hợp. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.